Ok, hello anh em. Đây là em đây, thêm một em thứ hai nữa nha anh em. 4508 chọn bộ dàn sới dàn cài ủi đầu thùng cuốn gom về Cẩm Xuyên Hà Tĩnh cho anh khách nha anh em. 4508 Việt Nam. Con này còn đẹp lắm nha, động cơ số quá trời đẹp luôn. Anh khách lấy nguyên một bộ luôn. Chọn bộ dàn sới dàn cài ủi đầu thùng cuốn gom Sita. Chọn bộ này 200 mấy anh em. Giao về Cẩm Xuyên Hà Tĩnh cho anh khách. Dàn cài thì em lên xe rồi nha. Con này ủi đầu cổng dàn sới, cổng thêm thùng cuốn gom nữa. Chọn bộ này chưa đến 300 nha anh em. Không thùng cuốn gom là gần 40 triệu rồi. Thùng cuốn gom Sita, Sita 7, Sita còn mới lắm. Thùng Nhật 100 mấy nha anh em, thùng mới á. Thùng cũ này em bán giá khoảng 340 à. Con này thì 4 ngữ Việt, gắn cái ủi đầu cho anh khách. Rồi qua luôn đi, qua luôn đi. Gắn cái ủi đầu, dàn sới với một cái dàn cài. 4 món nha anh em. 4 món mà chưa đến 300 triệu. Con này thì hàng đẹp nha, động cơ số zin, gù zin. Thùng cuốn gom Sita này còn mới chát à. Con này chọn bộ chưa đến 300 nha anh em. 200 ngoài. Ở bên kia con 5018 có xúc lực chuẩn bị lên xe luôn. Hôm nay em giao được 3 chiếc máy cài với chiếc máy gặt. Con này anh khách lấy full đồ chơi nha anh em. Sới cài ủi đầu, thùng cuốn gom Sita. Một cái dàn cài nữa, dàn cài 6 chảo. Em lên xe rồi nha. Ở dàn cài 7 chảo. 7 chảo nhỏ nha. Má không hết rồi. Lấy full đồ chơi, sới cài ủi đầu cùng cuốn gom đầu máy, tổng cộng là chưa đến 300 triệu nha anh em, vừa rẻ vừa hợp lý. Con này thì động cơ số bao zin, đùi đùi thì hai bên có kiểm tra phốt cho anh khách, còn cái gùi thì gùi zin, nắp gùi chưa dở luôn nha. Dàn cài anh lấy dàn sới siêu ga, dàn cài 7 chảo nhỏ. Đầy đủ đồ chơi luôn. Lên xe về Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Anh khách dịnh cuốn gom luôn. Rồi anh em nào cần máy gì có alo em nha. Máy cài, máy gặt, máy cuốn gom thì cũng có đầy đủ hết. Nay em giao được 3 chiếc máy cài với chiếc máy gặt. Còn con 5018 ở kia có xúc lực đó là về Quảng Trị, chúc lên xe luôn. Con này hàng đẹp nha anh em, động cơ số còn chất lắm. Số em gù không hút. Này dàn cài 7 chảo, 7 chảo nhỏ. Sới Shibuga. Rồi anh em nào quan tâm cứ alo em nha. Con này thì chọn bộ này cả luôn thùng cuốn, tất cần tật các thứ hết là chưa đến 300. Ủa rồi, hồi sao qua?
em nào cần hàng gì cứ alo số điện thoại cho em nha, 033 333 1689 nha anh em, hoặc là 036 574 5782 nha. Máy bơm gửi trọn bộ về Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh nha anh em. Rồi, chào anh em nha.